Thưa thầy, quý vị đang theo dõi chương trình Ca Nhạc Việt Dương đang được phát trực tiếp trên kênh YouTube Ca Nhạc Ca Cổ Việt Dương và trên trang Facebook của Quyền Hương Lên. Quý vị yêu thích chương trình đừng quên bấm like và đăng ký kênh, giới thiệu chia sẻ cho nhiều người cùng theo dõi. Và một lần nữa xin chào cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều. Và liên tục chương trình thì lại thưa quý vị cùng đến với một nhạc phẩm sáng tác của Lê Minh Bằng, bản này mang tên Cô Hàng Xóm qua tiếng hát của Vĩnh Phúc. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe.